Để phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng và có thể mở rộng thị trường cho sản phẩm, các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất mặt hàng truyền thống, đã có nhiều đổi mới trong quá trình hoạt động nhằm đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Tại xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, cơ sở sản xuất bột chảo canh Kính Hương đã đầu tư máy móc, đa dạng sản phẩm và đặc biệt là khẳng định chất lượng khi đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Bột chảo canh được sản xuất chủ yếu từ nguyên liệu là bột gạo hoặc bột mì, được nhào nặn và cán thành sợi nhỏ. Cơ sở sản xuất bột chảo canh Kính Hương phát triển đến nay là hơn 30 năm. Với lượng khách hàng đến thời điểm hiện tại là rất đông, nên cơ sở đã đầu tư máy móc, trang thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm. Bình quân mỗi năm, cơ sở cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh từ 50 đến 60 tấn bột tươi và gần 40 tấn bột sấy khô đóng gói. Bột rất là thơm, ngon và dai. Bột canh Kính Hương là cũng là một sản phẩm của OCOP, cho nên là cảm thấy yên tâm khi sử dụng. Tôi cũng hay dùng sản phẩm này để làm quà và gửi đi cho người thân ở xã. Không dừng lại ở cách tiếp cận thị trường truyền thống thông qua hệ thống bán lẻ, cơ sở sản xuất bột chảo canh Kính Hương còn đăng ký và đưa sản phẩm giới thiệu lên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khách hàng ở xã đã tìm dễ dàng tìm hiểu và mua sản phẩm. Với những nỗ lực khẳng định thương hiệu trong nhiều năm qua, đến nay bột chảo canh Kính Hương đã được chứng nhận OCOP 3 sao tại cuộc thi đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021. Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2022 và top 10 sản phẩm thương hiệu nhãn hiệu uy tín hội nhập quốc tế năm 2022.